Phòng thử karaoke của VidaShop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì cái video clip hôm nay mình sẽ tiến hành hát thử cái dàn karaoke Hand, một trong những cái dàn karaoke đang được kinh doanh tại VidaShop. Thì cái dàn karaoke Hand này với cái tiêu chí là vừa giúp các bạn có một cái dàn karaoke cực chất để hát giải trí tại gia đình, cũng như là có một cái dàn thiết bị để có thể vừa xem phim và vừa nghe nhạc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu từng cái thiết bị trong cái dàn karaoke Hand này. Thì sử dụng cho cái dàn karaoke Hand này thì VidaShop sử dụng cái đầu phát Hamira Q14, một trong những dòng đầu phát mới nhất của Hamira đã tung ra thị trường trong năm 2015. Rồi tiếp theo đó là cái Navision Audio N200. Đây là cái âm ly đèn, một trong những cái sản phẩm khá nổi bật của Navision Audio, một thương hiệu audio mang đậm chất Việt Nam, từng có những cái dòng sản phẩm bán ra trên thị trường quốc tế. Rồi tiếp theo đó là mình sử dụng cái cặp loa JBL RM12 ở đây. Thì đó, VidaShop treo ở đây đó, JBL RM12. Rồi đó, mình sẽ zoom lại cho các bạn thấy. Rồi và cuối cùng thì sử dụng để hát được cái dàn karaoke này thì VidaShop tiến hành chọn cái micro Shure UR4S. Thì ở đây mình có một cái micro Shure UR4S ở đây. Rồi cái receiver thì mình để ở đây đó, receiver của UR4S. Rồi thì mình chia sẻ bây giờ sẽ có sự hỗ trợ của một anh nhân viên để tiến hành hát một cái bài hát để test thử cái âm thanh của cái dàn karaoke Hand mà VidaShop đang kinh doanh. Ta bài hát thành phố buồn. Nhưng không em đời chung thì không em đi. Thành phố nào đi đến mọi đường quay quay thơ không có nào. Từ lâu nhớ thương đi. Ngày xưa bình xanh không như bây giờ mình là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé tí giữa thế cao bị che lối đâu. Tình em qua lỡ sống cũng vỡ. Thì ngoài cái khả năng hát karaoke giúp bạn có một cái dàn karaoke cực chất thì cái dàn karaoke Hand này còn có thêm một cái chức năng nữa, đó là giải trí bằng việc xem phim. Đó, bạn có thể xem phim online hay là xem phim offline. Bởi vì cái thiết bị mà sử dụng để hát karaoke của mình thì ở đây VidaShop đã chọn cái con Hamira Q14, một trong những dòng đầu phát khá nổi tiếng. Thì với Hamira Q14 thì bạn có thể xem phim online hay offline đó, nghe nhạc lót lát. Bây giờ mình sẽ tiến hành duyệt phim thử trên cái dàn karaoke Hand này đó. Thì mình sẽ chọn một cái bộ phim HD nào đó để mình phát thử lên cho bạn xem ha. Khả năng lắp phim khá là tốt. Mình sẽ tiến hành tour thử coi, tour thử xem coi cái khả năng hoạt động của nó như thế nào. Đó, nghe tức thì. Rồi ở đây mình có một bộ phim Blu-ray với cái dung lượng 10GB hơn. Đó, nhưng mà cái việc tôi tới tôi lui không làm lắc giật phim. Rồi, bây giờ mình sẽ thử phát thử cái phim Blu-ray ISO thử xem. Rồi, mình sẽ bắt ra để phát thử cái định dạng Blu-ray ISO. Blu-ray ISO, đó. 3D Blu-ray ISO để xem coi cái khả năng phát của nó như thế nào. Hamira Q14 có cấu hình khá là mạnh cho nên mình tin tưởng rằng cái khả năng phát phim của nó rất là mượt mà, nhất là trên cả Blu-ray hay là 3D Blu-ray ISO. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tô thử. Để các bạn dễ theo dõi mình sẽ chuyển về chế độ 2D. 2D thì các bạn dễ theo dõi thôi. Rồi mình sẽ tiến hành tô phim để xem coi nó hoạt động như thế nào.
Rồi. Đó, với một bộ phim gần 45GB nhưng mà khả năng tua và xử lý rất là mượt mà và tức thời. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa cái những cái thiết bị trong dàn karaoke hand này. Đó. Thì bạn có thể thấy ở đây là mình có một cái Hamira Q14, một cái thiết bị đầu phát dùng để hát karaoke. Đó. Rồi tiếp theo đó là cái Amly Navision Audio N200 với tên gọi đầy đủ là Trip Karaoke Amplifier N200. Rồi. Cái thiết bị loa ở đây mình sử dụng cặp loa Sibel RM12. Đấy. Rồi. Và cuối cùng đó là cái micro Shure UR4S mình có ở đây. Đây. Đó. À, cái receiver của nó. À, ok, thì bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là hát trực tiếp trên cái dàn karaoke hand này thì hãy đừng ngần ngại đến với Villa Shop ha. Bạn sẽ được hát thử miễn phí cũng như là nhận được những sự tư vấn rất là tận tình từ những cái nhân viên tư vấn bán hàng ở đây. Cảm ơn các bạn.